không phải là hết. Do đó những gì họ cần tìm chỉ là con đường tránh tái sinh, một phương pháp chết không bị tái sinh. Thiền Tiểu Thừa cung cấp câu trả lời cho nhu cầu này. Nói như thế, vì mục đích của nó là chặn đứng mọi tư tưởng để tâm trở nên trống rỗng hoàn toàn. Và đi vào trạng thái gọi là vô tâm, một trạng thái trong đó mọi cơ năng cảm biết bị loại bỏ, và khả năng ý thức bị đặt trong tình trạng do dự phân vân. Với thực hành ai cũng có thể tu dưỡng được năng lực này. Trong trường hợp không có ý muốn chết, người ta có thể đi vào trạng thái giống như xuất thần trong một thời gian có hạn định một vài giờ hay một vài ngày, hay có thể ở trong trạng thái ấy vô hạn định. Trong ấy cái chết đương nhiên xảy ra một cách tự nhiên, không đau đớn, và đây là điều quan trọng nhất, không tái sinh. Toàn bộ quá trình chết không tái sinh này được nói một cách rất chi tiết trong một tác phẩm triết học Phật giáo gọi là Câu Xá Luận. Loại thứ tư gọi là Đại Thừa, là cái xe lớn Mahayana. Và đây là loại thiền Phật giáo đích thực, vì mục đích chính của nó là kiến tánh ngộ đạo, tức là nhìn thấy bản tánh của mình, và nhận ra rằng đạo ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đối với những ai có thể hiểu được ý nghĩa sự chứng ngộ của Phật, và khao khát xuyên phá cái nhìn hư vọng của mình về vũ trụ, và kinh nghiệm thực tại tuyệt đối không phân biệt, Phật giáo chính là tôn giáo của giác ngộ. Đức Phật sau khi chứng ngộ đã dùng khoảng 50 năm để dạy cho mọi người biết cách làm thế nào tự họ có thể chứng ngộ tự tánh của mình. Các phương pháp của Ngài đã được truyền lại từ thầy sang trò thẳng đến chúng ta ngày nay. Vì thế, có thể nói rằng một thứ thiền mà nó không biết đến hoặc chối bỏ hoặc coi nhẹ ngộ thì không phải là thiền Đại Thừa Phật giáo chân chánh. Trong thực hành thiền Đại Thừa, mục đích của quý vị khởi đầu là thức tỉnh với chân tánh của mình, nhưng khi ngộ quý vị sẽ nhận ra rằng tọa thiền còn hơn là một phương tiện để ngộ, nó là sự hiện thực của chân tánh mình. Trong loại thiền này, đối tượng là giác ngộ, người ta dễ nhầm lẫn tọa thiền chỉ là một phương tiện mà thôi. Tuy nhiên, một bậc thầy trí tuệ ngay từ lúc khởi đầu sẽ chỉ rõ rằng tọa thiền đích thực là sự hiện thực của Phật tánh vốn có, và không phải chỉ là một kỹ thuật để đạt ngộ. Nếu tọa thiền không gì khác hơn là một kỹ thuật như thế, người ta sẽ thấy rằng sau khi ngộ tọa thiền sẽ không còn cần thiết nữa. Nhưng như chính Đạo Nguyên đã chỉ rõ rằng ngược lại mới đúng, càng chứng ngộ sâu càng thấy cần thực hành. Thiền tối thượng thừa, loại cuối cùng của năm loại, là chiếc xe cao nhất, là đỉnh cao cùng tột của thiền Phật giáo. Thiền này đã được tất cả Phật quá khứ như Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà thực hành, và là sự biểu lộ của sự sống tuyệt đối, sự sống trong hình thức tinh khiết nhất. Nó là cách tọa thiền mà thiền sư Đạo Nguyên chủ yếu bênh vực, và nó không dính dáng gì đến việc đấu tranh để đạt ngộ hay bất cứ đối tượng nào khác. Chúng tôi gọi nó là chỉ quán đả tọa, và tôi sẽ nói chi tiết hơn về phương pháp này trong một bài sau. Trong phương pháp thực hành cao nhất này, phương tiện và cứu cánh hợp thành một. Thiền Đại Thừa và Thiền Tối Thượng Thừa thực thế bổ sung cho nhau. Phái Lâm Tế đặt Đại Thừa lên cao nhất và Tối Thượng Thừa ở dưới, trong khi phái Tào Động làm ngược lại. Trong Tối Thượng Thừa, khi được thực hành đúng, quý vị ngồi trong niềm tin kiên định rằng tọa thiền chính là thể hiện chân tánh không ô nhiễm của mình. Và đồng thời quý vị ngồi trong niềm tin trọn vẹn rằng cái ngày ấy sẽ đến khi kêu lên: "Ồ, nó đây rồi." Quý vị sẽ nhận ra chân tánh này không nhầm lẫn. Vì thế, về mặt tự thức, quý vị không cần cố gắng để ngộ. Ngày nay nhiều người trong phái Tào Động chủ trương rằng tất cả chúng ta vốn là Phật thì ngộ đâu có cần thiết. Một sai lầm quá đáng như thế khiến cho chỉ quán đả tọa, đúng ra là một hình thức ngồi cao nhất, nó trở thành không gì khác hơn một thứ thiền phàm phu, loại đầu trong năm loại. Đến đây, tôi đã tường thuật đầy đủ về năm loại thiền khác nhau. Nhưng trừ khi nào tôi nói với quý vị về ba mục tiêu của tọa thiền thì sự giới thiệu của tôi về năm loại thiền, nhất là hai loại cuối cùng, vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ. Chấm, ba mục tiêu của tọa thiền. Mục tiêu của tọa thiền có ba. A. Phát triển định lực. B. Thấy tánh ngộ đạo. C. Thể hiện đạo vô thượng trong cuộc sống hàng ngày. Ba mục tiêu này tạo thành một thể không thể phân chia, nhưng vì mục đích biện luận tôi buộc phải nói đến chúng một cách riêng rẽ. Định lực, mục tiêu đầu tiên trong ba mục tiêu, là năng lực hay sức mạnh phát sinh khi tâm được hợp nhất đưa đến sự quy nhất trong tọa thiền. Định lực này còn hơn cái khả năng tập trung theo nghĩa thông thường của từ. Nó là một động lực, một khi được vận động,
có thể khiến chúng ta, ngay cả trong những tình huống đột ngột và bất ngờ nhất, hành động tức khắc, không ngần ngại hợp trí tuệ lại, và trong một cách thức hoàn toàn thích ứng với mọi hoàn cảnh. Một người đã phát triển định lực không còn nô lệ vào các đam mê của mình. Luôn luôn làm chủ cả chính mình lẫn các hoàn cảnh đời mình, người ấy hành động với sự tự do, và bình tĩnh hoàn toàn. Nhờ định lực người ta cũng có thể luyện được những năng lực siêu nhiên, như trạng thái trong đó tâm trở nên giống như nước trong sạch và yên tĩnh. Hai loại đầu trong năm loại thiền tôi đã nói hoàn toàn tùy thuộc vào định lực. Bây giờ, mặc dù sức mạnh của định lực có thể phát triển vô tận qua thực hành đều đặn, nó sẽ thụt lùi, và bất thần biến mất nếu chúng ta chỉnh mảng tọa thiền. Và trong khi có nhiều năng lực phi thường phát sinh từ định lực, song chỉ một mình định lực thì chúng ta không thể cắt đứt được gốc rễ cái thấy hư vọng của mình về thế giới. Một mình sức mạnh của tập trung thì không đủ cho loại thiền cao nhất, phải có giác ngộ hỗ trợ nữa mới được. Trong một tài liệu ít được biết đến do Tổ sư Thạch Đầu Hy Thiên, người sáng lập một trong các phái thiền vào giai đoạn sớm nhất truyền xuống đến chúng ta ngày nay, có đoạn nói. Trong tông môn của chúng ta, sự nhận ra Phật tánh chứ không phải chỉ lòng sùng mộ hay định lực là toàn cảnh. Ngoặc kép, mục tiêu thứ hai là kiến tánh ngộ đạo thấy chân tánh của mình, và đồng thời thấy bản tánh tối hậu của vũ trụ, và tất cả vạn vật trong ấy. Ấy là sự hốt nhiên nhận ra rằng, xưa nay ta vốn đầy đủ, và toàn hảo. Kỳ diệu thay, nếu là thấy tánh thật thì thực chất sẽ luôn luôn y nhau đối với bất cứ ai kinh nghiệm nó, dẫu người ấy là Phật Thích Ca Mâu Ni hay Phật A Di Đà hay bất cứ người nào trong quý vị tụ hội nơi đây. Nhưng nói thế không có nghĩa là tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm kiến tánh ở cùng một mức độ, vì trong độ rõ, độ sâu, và đầy đủ của kinh nghiệm có những khác biệt lớn. Để minh họa quý vị có thể tưởng tượng một người mù ngay từ lúc mới sinh vừa bắt đầu thấy lại dần dần. Thoạt đầu, người ấy chỉ có thể thấy rất lờ mờ u tối, và chỉ thấy những vật ở gần mình. Rồi khi cái thấy khá hơn, người ấy có thể phân biệt các vật cách khoảng 1 mét, rồi những vật cách khoảng 10 mét, cuối cùng người ấy có thể nhận ra bất cứ vật gì ở xa đến 1.000 mét. Ở mỗi giai đoạn này, thế giới hiện tượng người ấy nhìn thấy không khác nhau, nhưng những khác biệt trong độ rõ ràng, và chính xác của cái thấy về thế giới đó rất to lớn như giữa tuyết và than. Các kinh nghiệm kiến tánh của chúng ta cũng khác biệt như thế về độ rõ, và độ sâu. Mục tiêu cuối cùng trong ba mục tiêu này là thể hiện đạo vô thượng trong toàn thể con người, và trong những hoạt động hàng ngày của chúng ta. Ở điểm này, chúng ta không phân biệt cứu cánh, và phương tiện. Tối thượng thừa tôi đã nói là loại thứ năm, là loại cao nhất trong năm loại thiền, tương ứng với giai đoạn này. Khi quý vị ngồi một cách hăng say, và không vị kỷ, hợp với sự chỉ đạo của bậc chân sư, nghĩa là hợp với tâm mình mặc dù có ý thức đầy đủ, hoàn toàn vô niệm như tờ giấy trắng tinh không một vết bẩn, bây giờ dù quý vị đã ngộ gay chưa, Phật tánh thanh tịnh vốn có của mình vẫn khai mở. Nhưng ở đây phải nhấn mạnh rằng chỉ với chân ngộ quý vị mới có thể trực nhận được chân thể tánh Phật của mình. Và tối thượng thừa, loại thiền thuần khiết nhất không gì khác hơn là loại thiền đã được chư Phật thực hành. Thực hành thiền Phật giáo phải bao gồm cả ba mục tiêu này, vì chúng tương quan với nhau. Chẳng hạn, giữa định lực và kiến tánh có một mối liên kết chặt chẽ. Kiến tánh là huệ kết hợp tự nhiên với định, nó là năng lực phát sinh từ sự tập trung. Định lực còn kết hợp với kiến tánh theo một cách khác nữa. Nhiều người sẽ không bao giờ kiến tánh được trừ phi trước hết phải luyện được định lực đến một mức nào đó. Nếu không, họ có thể tự thấy quá bất an, quá nóng nảy, và không dễ kiên nhẫn tọa thiền. Hơn nữa, trừ phi được định lực tăng sức cho, một kinh nghiệm kiến tánh đơn độc sẽ không có hiệu quả đáng kể đối với cuộc sống quý vị, và nó sẽ tàn lụi chỉ còn là một kỷ. Niệm, vì dù qua kinh nghiệm kiến tánh, quý vị đã hiểu được cái nhất thể sâu kín của vũ trụ bằng con mắt tâm, không có định lực quý vị cũng không thể tác động với toàn bộ sức mạnh con người mình trên những gì nội kiến vén mở. Ngoài ra còn có mối tương quan giữa kiến tánh, và mục tiêu thứ ba thể hiện đạo vô thượng. Kiến tánh khi đã hiện thân trong toàn bộ hành động của quý vị là thể hiện đạo vô thượng. Với vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng ta hiểu ý niệm của chúng ta về thế giới như là nhị nguyên, và đối lập là sai lầm, và với nhận thức này, thế giới của cái một của hài hòa, và bình an chân thật đã vén mở. Phái Lâm Tế có khuynh hướng cho rằng ngộ là mục tiêu tối hậu, xem nhẹ định lực và sự thể hiện đạo vô thượng. Như thế,
nhu cầu tiếp tục thực hành sau khi ngộ bị giảm thiểu. Và việc tham công án, vì nó không được tọa thiền hỗ trợ, và hầu như không quan hệ gì với cuộc sống hàng ngày, chủ yếu trở thành một trò chơi của lý trí thay vì là một phương tiện để phát triển, và tăng sức cho ngộ. Mặt khác, trong khi thực hành được các chi nhánh chính của phái tào động ngày nay bênh vực, nó lại nhấn mạnh sự thể hiện đạo vô thượng, thực tế nó không có gì khác hơn là sự tích lũy định lực, như tôi đã nói, nó sẽ xỉ lậu, hoặc thoái hóa, và cuối cùng biến mất trừ phi tọa thiền đều đặn. Phái tào động ngày nay chủ trương rằng kiến tánh là không cần thiết, và người ta không cần gì hơn là thực hiện các hoạt động hàng ngày với Phật tâm. Như thế chỉ là bề ngoài không có thực chất vì không kiến tánh, quý vị không bao giờ biết được tâm Phật này là cái gì. Những sự mất quân bình như thế trong cả hai phái trong những lúc gần đây không may đã làm tổn hại phẩm chất giáo lý thiền. Đến đây kết thúc bài nói về ba mục tiêu của tọa thiền. Chấm, độc tham, quý vị cứ tiếp tục thực hành bài luyện tập tôi cho lần cuối, tức là tập trung vào hơi hít vào, và hơi thở ra, cố gắng kinh nghiệm rõ từng hơi một. Bài này bàn về độc tham, nó là thời gian dành cho việc mang tất cả các vấn đề thuộc về thực hành ra trước vị lão sư một cách riêng tư. Truyền thống chỉ dạy riêng từng cá nhân bắt đầu với chính Phật Thích Ca Mâu Ni, và đã được tiếp tục không gián đoạn cho đến ngày nay. Chúng ta biết thế vì một trong các đại sư phái Thiên Thai, Đại sư Trí Giả, trong sự hệ thống hóa của ông về toàn bộ các kinh điển thành 8 giáo, và 5 thời có ghi giáo lý bí mật mà nó tương ứng với độc tham. Đoạn sau đây trích từ một bản thảo chưa xuất bản của Thiên Khi Như Huyễn, đã quá cố, miêu tả những dị biệt giữa lâm tế, và tào động một cách thơ mộng, và hấp dẫn. Trong giới học thiền có người nói rằng, giáo lý lâm tế như sương cuối thu, làm người ta rùng mình, trong khi giáo lý tào động như gió xuân êm nhẹ ve vuốt bông hoa giúp nó chóng nở. Rồi có người khác nói, giáo lý lâm tế giống như một dũng tướng điều động ba quân không trễ nãi, trong khi giáo lý tào động giống như một nông gia chăm sóc ruộng lúa, hết cây này đến cây khác một cách kiên nhẫn. Móc lửng ngoặc kép, không có sự hướng dẫn cá nhân này, chúng ta không thể nói việc thực hành tọa thiền của mình là chính thống. Không may, từ thời Minh Trị, gần 100 năm qua, độc tham đã chết thực sự trong phái tào động, và chỉ còn trong truyền thống lâm tế. Nếu chúng ta ví tọa thiền với một cuộc du hành thì một vài người khởi hành nhanh rồi sau đó chậm lại, một vài người bắt đầu chậm rồi sau đó gia tăng tốc độ. Một vài người thấy giai đoạn này gian nan hơn giai đoạn kia. Và tất cả mang những gánh nặng hành lý khác nhau, chúng ta bắt đầu có thể hiểu được tại sao không thể bỏ được sự hướng dẫn cá nhân trong độc tham. Người ta có thể hỏi tại sao phải giữ bí mật cuộc độc tham. Vì không có gì là phi đạo đức, tại sao không thể công khai giữa công chúng? Trước hết, vì chúng ta là những người tầm thường với cái ta, trước mặt kẻ khác chúng ta thường có khuynh hướng tỏ ra mình tốt hơn mình thật sự. Chúng ta không thể trơ trụi linh hồn, và trần truồng thể xác thực sự. Và lại, chúng ta ngại nói toàn bộ sự thật vì sợ bị cười. Hoặc giả, bị lão sư của trách dùng ngôn ngữ thô bạo, chúng ta sẽ quan tâm đến ảnh hưởng của điều này vì sự có mặt của những người khác hơn là chỉ lắng nghe lão sư với lòng mở rộng. Còn một lý do nữa để giữ bí mật các cuộc độc tham. Sau kinh nghiệm kiến tánh đầu tiên, quý vị đi từ công án này tới công án khác, và nếu có mặt người khác ở đó, khi quý vị cần chứng công án, nghe các câu trả lời của lão sư, họ có thể nghĩ rằng, à, câu trả lời là như thế, mà hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của công án. Điều này làm tổn thương việc tu tập của họ, thay vì họ đi đến tự chứng ngộ, và trình bày nó với lão sư, họ lại nhớ đến những câu trả lời của lão sư, câu này có thể chấp nhận được, câu kia thì không. Song không phải thế, và như thế là tự làm hại mình. Việc tham công án của họ sẽ thoái hóa, và chỉ còn là một tác dụng của lý trí. Vì những lý do đó, quý vị phải giữ im lặng khi có ai hỏi gì về một công án mà người hỏi chưa vượt qua được. Cuộc nói chuyện vô trách nhiệm có thể đưa đến những hậu quả nguy hiểm khác. Tin đồn có thể lan truyền rằng có người bị đánh dã man trong lúc độc tham, chẳng